Chúng ta đã đi trải qua được hơn nửa chặng đường rồi. Và đây sẽ là trận thi đấu thứ 10 giữa đội tuyển Team Seoul và đội tuyển AOV Team. Và đây cũng là một đội tuyển mà tôi cũng đang rất mong chờ được gặp lại anh Huỳnh Seo. Và đây chúng ta đã được nhìn thấy Huỳnh Seo ở ngay vị trí đầu tiên. Không biết là Huỳnh Seo có xuất trận đầu không nhở? Đây. Tôi nhớ không? Tôi nhớ lần trước là một người khác ở vị trí của Huỳnh Seo Ôm sau rồi thắng trong những trận thi đấu vòng bảng với áp đảo, sau bắt đầu thay Huỳnh Seo Ôm vào để tấu hài một game bắt thua luôn. Để xem rằng hôm nay thì anh Huỳnh bảo là anh tập luyện nhiều rồi à. Và em sẽ không còn thấy anh Huỳnh trợ thủ ngày xưa. Anh bảo anh nổi lên rồi thì tôi mới bảo là có phải lên dự bị không. Thì để xem rằng hôm nay thì vị trí Huỳnh Seo Ôm sẽ sử dụng cho mình con bài nào. Còn hiện tại thì đó là Team Huy và đó là Omen phải lên bảng cấm. Team Huy và Omen, Team Seoul họ đã có những sự tính toán cho bài toán của mình. Con bài Team Huy cũng là một con bài rất hot ở vai trò trợ thủ. Nếu như để vào tay một đội tuyển đã biết chơi thì đây sẽ là một con bài thật sự nguy hiểm. Và cũng đã có một đội tuyển làm được điều đó, là đội tuyển AU đúng không? Tôi không thể nhớ kỹ lại được, nhưng có một đội tuyển đã sử dụng Team Huy và cũng đã có được chiến thắng. Còn hiện tại thì AOV Team họ đã đến với những lượt cấm và chọn đầu tiên của mình rất nhanh chóng thôi. Đó là Kira và Zip lên bảng cấm và sau đó là View và Elite được chọn. Team Seoul họ cũng đã tính toán được rằng họ để cho AOV họ có những con bài mạnh Elite và Lavi. Nhưng mà nếu như AOV họ không chú ý vào một con bài đi đường rừng rất mạnh để đối đầu với Elite ở thời điểm hiện tại. Tôi không biết là bên phía đội tuyển AOV có đang theo dõi livestream không, sợ delay tôi sẽ bị spoil đội hình. Một con bài rất mạnh chắc là phải để AOV họ cấm xong thì tôi mới dám nói ở khu vực đường rừng. Một con bài đáng để chú ý để khi mà đội hình có Alice thì con bài này vẫn có thể càn quét được. Còn chúng ta hãy đến với sự lựa chọn bên phía của đội tuyển Team Seoul. Đó là Dick Ruck hay là Superman. Ơi, 20... Nhắc nhở một nha. Malok và Krizik. Và như vậy là bên phía đội tuyển Team Seoul họ sẽ bị nhắc nhở lần một. Bởi vì màn cấm chọn quá lâu của họ. Vượt qua thời gian quy định mất đâu đó khoảng 3 giây. 3 giây. Còn phía bên kia thì AOV Team sao đây? Họ có Alice, họ có Lavi rồi. Còn Team CEO cũng đã lộ diện có bài trợ thủ Richter và Malok. Thì có lẽ những lượt cấm sau thì họ nên cấm rất nhiều vào khu vực đường rừng sát đường phép đúng không? Bởi vì hiện tại thì Malok hoàn toàn có thể đánh ở khu vực đường giữa. Và qua đó thì Team CEO cần đến con bài đi rừng sát đường phép. Nhưng đây là một con bài mở. Con bài mở cũng chưa biết hoặc là bên phía đội tuyển Team Seoul hoàn toàn không cần sử dụng cho mình sát thương phép mà cũng có một con bài mạnh để đối đầu với Alice, đó chính là Rocker, một con bài có thể càn quét. Và nếu như AOV Team họ chủ quan vào con bài này thì họ rất dễ có phải trả giá, bởi vì rất nhiều đội tuyển ở thời điểm hiện tại sẽ áp dụng cho mình con bài Rocker khi mà thấy đối phương có Alice. Với chiêu cuối của mình, anh ta hoàn toàn có thể băng cắt đồng thẳng ý vào đội hình của đối phương, bỏ qua luôn chiêu cuối của Alice và cả những cú choáng nữa, và thậm chí là cả chiêu cuối của Lavi cũng vậy. Thì khả năng giải hiệu ứng rất tốt đến từ cái bài Rocker mang lại, mà đội tuyển Team Seoul không biết là họ có chọn hay là không mà thôi. Nếu một bài toán như này thì Team Seoul họ dựa vào con bài Rocker sẽ rất nhiều, và AOV họ chỉ cần cấm những con bài Rocker thì sẽ là một thế khó dành cho bên phía đội tuyển Team Seoul. Ngoài ra thì họ sẽ có Vodcat cũng có thể băng vào được trong đội hình của mình, nhưng mà Vodcat sẽ bị khắc chế bởi đó là Jill nếu như bên phía đội tuyển AOV họ sử dụng Jill đi rừng. Còn kia là Cafeni được cấm đi. Liệu rằng Team Seoul họ có nhầm tới các bài rốc cờ khu vực đường rừng hay không? Chúng ta phải cùng chờ đợi xem. Trước khi đến bản chọn tướng thì chúng ta sẽ đến với phê cấm thứ hai của đội tuyển Team Seoul, đó là Ignis cùng với rốc cờ. Tự tay cấm đi rốc cờ. Như vậy là bình luận viên Quốc Anh đã không đọc được tính toán đến từ các thành viên của Team Seoul rồi. Có lẽ là họ đã không lấy cho mình quài rốc cờ để khắc chế vào vị trí của Alice, mà họ sẽ sử dụng con bài khác. Họ không sợ, họ không hề sợ hoặc vào Alice. Hoặc là họ cũng đã tính được rằng bên phía đội tuyển AOV Team họ hoàn toàn có thể pick để ban, pick để khóa. Bởi vì rocker trong đội hình của AOV Team cũng rất là hợp lý. Và AOV Team thì họ lại ở phần phía team đỏ trước thì họ có quyền pick trước. Thì một sự cấm vào vị trí của con bài rocker sẽ là hợp lý mà thôi. Và ngay lập tức sẽ sử dụng cho mình con bài đó là Dashi đi rừng hay là Elandor đây, họ đang khá là băn khoăn. Thật ra thì bây giờ họ cũng không quá quan ngại về vấn đề bạn có sát thương phép được chia đều hay là không. Và bây giờ thì họ đã pick cho mình Elandor rồi, và Elandor có thể sẽ đảm nhiệm khu vực đường rừng. Và hiện tại Richter và Malok thì cũng vẫn đang chưa biết được hai con bài này sẽ di chuyển ở khu vực nào. Chúng ta cần đến sự lựa chọn cuối cùng để biết được là nó ở đâu. Maza sẽ thủ đường dưới, đường rồng hoặc là đường giữa. Hai vị trí này có thể hoán đổi cho nhau. Malok và Maza có thể hoán đổi được. Và Richter thì ở khu vực đường tà thần Seja. Còn phía bên kia thì là Lavi, Alice, Yena, Rat thì họ còn thiếu cho mình đó là con bài
gì đây, còn bài đường rừng. Họ thiếu rừng. Họ thiếu rừng. Với Quốc Anh thì đội hình này thì sẽ thích hợp với con bài đi rừng nào? Sau khi mà các vị tướng của chúng ta bị cấm đi khá nhiều. Phoenix cũng là sự lựa chọn tốt. Nếu mà họ muốn đánh về lâu về dài thì đó là Phoenix để đối đầu với Alandor hoặc thậm chí là có thể Kricknack. Kricknack đã được chọn. Không, chưa được chọn, họ chỉ muốn hướng nhắm đến tới thôi. Và đã khóa lại nó rồi. Trong vòng khoảng 30 giây thì AOV Team họ đã khóa lại cho mình con bài Kricknack. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái tên sẽ xuất hiện với team xe ôm thì không ai khác linh hồn của linh hồn của đội tuyển đó Huỳnh là Huỳnh xe ôm. Ui, Huỳnh xe ôm đúng như lời của anh ta nói đó là có thời gian tập luyện rồi. Đi rừng luôn. Không chủ lực luôn. Trợ thủ nữa. Không thèm là trợ thủ nữa, mua chiếc trợ thủ mua lại đi rừng. Một sự cải tiến có thể nói là rất lớn, mang sẽ đóng góp rất nhiều ý nghĩa dành cho đội tuyển team xe ôm. Mang tầm cỡ thế giới đấy. Đúng rồi. Từ trợ thủ lên khu vực đường rừng. Khu vực đường rừng chắc chắn là một cái khu vực khá là khó chơi, bởi vì bạn cần phải biết thời gian xuất hiện của những con bùa, bạn phải biết được đối phương di chuyển theo những hướng đi nào để có được những pha ganh hợp lý. Thì khu vực đường rừng tôi đánh giá là khu vực khá là khó chơi, và hiện tại thì khu vực từ trợ thủ cho đến khu vực đường rừng nó là một bước ngoặt, cả một hành trình đấy, nói như thế là cả một hành trình và còn một quá trình rất dài để trở thành từ người trợ thủ đến người đi rừng. Tuy nhiên là khi bạn đánh trợ thủ trước thì cái khả năng đọc map của bạn đọc map tốt và bạn di chuyển cũng là một lợi thế khi bạn chuyển sang khu vực đường rừng, đúng không? Và để xem rằng anh Huỳnh xe ôm có thể mang lại được một chút gì đó đột biến dành cho team xe ôm với con bạn Elandor này hay không. Và chúng ta cùng đến với diễn biến game đấu giữa đội tuyển team xe ôm và đội tuyển AOV Team, một trận thi đấu rất độc mong chờ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là những đòn đánh tấn công đầu tiên làm choáng tốt đến từ Slayer và Thỏ 2 tuổi. Thỏ 2 tuổi, Slayer. Còn những cái tên trong team xe ôm thì Huỳnh xe ôm này, Tôm yêu em, Bearer, Sof, Andy, Jin Kay cũng là một người chơi cảm giác khá là quen thuộc. Quen. Jin Ki hay là Jin Kay đây? Jin Kay đúng không? Còn AOV Team thì họ có Slayer Thỏ 2 tuổi, Why Not Me, Ngô Đức Duy mùng 2 tháng 7 và Shin Ding. Thỏ 2 tuổi này nếu như tôi nhớ không là một cô gái đến từ clan No Name thì phải. Bởi vì tôi cũng đã từng bình luận rất nhiều giải gặp Thỏ 2 tuổi một vị trí xạ thủ bắn sở trường là con bài Lavi, cũng đem lại rất nhiều thành công dành cho đội tuyển No Name, clan No Name ở giải đấu trước. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng chưa thể nói trước được điều gì khi mà đối đầu với cả đội tuyển AOV Team, đó là đội tuyển Team Seoul, một cự vương. Thì sao cơ là đương kim vô địch, tóc bé hút nhưng không hút lại được vào vị trí của Thỏ 2 tuổi. Và cô nàng này vẫn đang quay ngược trở lại trả sát thương một cách cực kỳ đanh đá, và thậm chí đứng lên rất cao. Nhưng đây có lẽ là một màn thi đấu mà phải trả giá dành cho Thỏ đây. Câu kéo được rất nhiều thời gian và những người đồng đội của anh ta, không, chính xác là những người đồng đội của Thỏ 2 tuổi đã di chuyển xuống, nhưng mà sát thương không đủ và chỉ tạm thời đẩy lùi được đối phương quay ngược trở về mà thôi. Một tình huống đánh rất gan dạ đến từ vị trí người chơi xạ thủ bên phía đội tuyển AOV Team. Xích chút nữa đã có thể hạ gục được người chơi trợ thủ bên phía đội tuyển Team Seoul, nhưng mà cũng một tình huống đó Thỏ 2 tuổi cũng chỉ còn một chấm máu và phải lùi về. Và suýt chút nữa thì Thỏ 2 tuổi cũng đã bị hạ gục, đó là pha thi đấu 5 ăn 5 thua. Và rất may là những người đồng đội của Thỏ 2 tuổi thì đã xuất hiện kịp thời, Sửa sai cho đồng đội và giúp cho Thỏ 2 tuổi có thể thoát về được ở trong một tình huống gọi là đường tơ kẽ tóc, chân tơ kẽ tóc thôi. Một tình huống có thể nói là sự mạo hiểm đã có đến từ vị trí xạ thủ bên phía của đội tuyển AOV Team. Và những người đó là một tình huống mà chủ động tấn công đến từ người chơi xạ thủ của AOV Team để đợi cho những người đồng đội của anh ta di chuyển xuống. Nhưng mà dường như lối chơi di chuyển của những người đồng đội bên phía đội tuyển AOV Team chưa ăn khớp nhau cho lắm. Bởi vì mất quá nhiều thời gian, người chơi đường rừng cũng như người chơi đường giữa bên phía đội tuyển AOV Team mới có thể di chuyển xuống. Và lúc đó thì các thành viên bên phía của đội tuyển Team Seoul cũng đã lùi về kịp thời. Và qua đó thì trận đấu của chúng ta sẽ được quay trở lại ngay sau đây. Và hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ một điểm hạ gục nào. Huỳnh xe ôm tiến đến với con bài Elandor trong tay, và anh ta cũng chỉ cấu đi một lượng máu nho nhỏ của Sinding mà thôi. Trong khi đó Tom yêu em sắp sửa có được cho mình cấp độ 4. Đức chưa đang câu kéo thời gian để đợi những người đồng đội của anh ta. Và bây giờ những đòn đánh đẩy lùi để cho hai thành viên bên phía đội tuyển Team Seoul có thể ăn được cho mình có rơi thủ vệ. Nhưng mà đó là pha solo kill thành công đến từ vị trí của Richter, và sai lầm đó là Ngô Đức Duy. Anh ta mới chỉ có cho mình cấp độ 3, nhưng thậm chí tình huống đó thì Richter còn cũng chưa có cho mình cấp độ 4, đúng không? Nhưng đúng anh rồi. Ta vẫn liên tiếp có được những màn combo cực kỳ chuẩn xác và khiến cho Ngô Đức Duy không thể nào quậy được. Hoặc là Ngô Đức Duy đã có một tình huống câu kéo thời gian để giúp cho AOV Team họ ăn được cho mình thành công con dòng đối tượng ở trận đấu. Nếu như trong tình huống vừa rồi mà Richter có cơ hội di chuyển thì các thành viên bên phía đội tuyển Team Seoul vừa có rơi thủ vệ, sau đó di chuyển 4 người xuống khu vực con rồng, thì đây sẽ là một thế trận rất khó cho đội tuyển AOV Team. Nhưng mà vừa rồi là một điểm hạ gục chiến công đầu, nhưng mà đổi lại thì AOV Team họ đang có được con rồng đầu tiên của trận đấu.
nhưng họ vẫn đang là người thua thiệt hơn. Chính nếu phát thi đấu đó thì bạn giữ được mạng thì có lẽ lợi thế đó sẽ là nhiều hơn dành cho AOV team chứ đúng không? Trận đồng đấu ý. Cái phát thi đấu đó thì cái khu vực trụ của anh ta cũng là rất gần. Đúng nhưng rồi. Anh ta đã quyết định ở lại để khô máu với cả đối phương và đó là sự quyết định chọn sai lầm. Và bây giờ là băng vào đến từ người chơi Jenna, chiều cuối tung ra là hơi muộn màng. Luyện ngục đến từ vị trí của Maluk, ấn tung được người chơi Ngô Đức Duy. Ngô Đức Duy yếu máu và vẫn lùi về kịp thời. Rat đang đá những đòn đá của mình. Còn bây giờ thì Tôm Tôm đang bỏ quá sâu và vừa rồi là hạ gục được một lúc hai người. Quả cầu bác xương được sử dụng và Sơn Lê đang yếu máu và double kill dành cho Berry trong pha thi đấu vừa rồi. Đó là một tình huống quét giờ được dành cho thành viên bên phía của team CEO và chỉ còn lại Thỏ 2 tuổi khu vực đường dưới khi anh ta không tham gia giao tranh mà thôi. Và qua đó thì các thành viên của team CEO đã có được liên tiếp những lợi thế của mình và thậm chí bây giờ khu vực đường dưới sẽ là khổ. Kể đến đó là một tình huống chủ quan đến từ vị trí của Jenna khi mà đứng ở trụ hai biến về và ngay lập tức đã phải trả giá bằng một đòn đánh tấn công đến từ vị trí của Maluk sử dụng cho mình luyện ngục. Còn đây là một pha khép góc và Thỏ 2 tuổi sử dụng cho mình quả cầu băng xương rất sớm và kịp thời lùi được trở về. Có chiêu có được tung ra đến từ vị trí Slayer và các thành viên bên phía đội tuyển team AOV cũng không thể bảo toàn được cái trụ của đường dưới. Và thậm chí đây là luyện ngục đến từ Maluk, Slayer là người giữ chân trở lại và có điểm hạ gục dành cho Huiseum. Huiseum đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Jinkei cũng đã hạ gục được một người, không, đó là điểm hạ gục được cho Andy. Và bây giờ thì sao? Đức Duy đang sử dụng cho mình tướng Ngân Tràm nữa, không gây được sát thương nào cả trong thi đấu vừa rồi. Khá khó hiểu khi anh ta tốc biến tướng Ngân Tràm. Đã tốc biến đi rồi, bạn lại đứng lại tướng Ngân Tràm nữa. Thì đó coi người như là duyên. Một cái con đường bước vào cửa tử rồi. Và anh ta chính không thể nào thoát về được khi mà trong một trạng thái phải đứng yên như vậy. Và các thành viên của team CEO thì họ đang khiến cho cái tốc độ của trận đấu nó được đẩy lên rất cao. Và qua đó thì các thành viên của AOV team thì họ có vẻ như đang bị ngộp thở một chút và dẫn đến những cái tình huống xử lý nó không được thật sự là tỉnh táo. Và dẫu sao thì đây cũng là một lợi thế rất lớn dành cho team CEO khi họ có đến 9 điểm hạ gục và lượng tiền hiện tại họ đang dẫn cách lên con số là khoảng bao nhiêu đây, khoảng 4.000 tiền rồi. 4.000 con số tiền. Không phải là nhỏ, phút thứ tư, tức là mỗi phút họ dẫn cách được 1.000 tiền. Còn đây là một pha luyện ngục khép góc nữa, nhưng mà Penny, lần này Penny đang bị trụ một tiêu, sử dụng cho mình quả cầu băng xương để có thể chống chịu được một lượng sát thương rất lớn. Elando thì vẫn đang được chơi khu vực đằng sau thì Tomio em đang bọc đầu, Thỏ 2 tuổi chỉ có một chấm máu và vẫn có thể lùi về kịp thời. Tạm thời bên phía đội tuyển team Seoul họ không lấy được đi cho mình một điểm hạ gục nào. Còn bây giờ AOV team họ đang tràn vào, họ hạ gục được người chơi Maluk. Còn tiếp đó là Su. Vẫn chạy đi được, nhưng sai đi thì không còn lối thoát nữa. Và đó là cả Jena. Hai điểm gục liên tiếp trong pha thi đấu vừa qua khiến cho người chơi tôi em đã trở nên là một tượng đài bá đạo rồi. Và bây giờ anh ta sẽ quay lại với khu vực đầu tiên để lấy nốt cái trụ ở đầu tiên khu vực đầu tiên. Sức bắn đến từ Huỳnh Xe Ôm. Đúng là sau thời gian luyện tập thì Huỳnh Xe Ôm đã trở lại một pha comeback rất tốt đến từ vị trí của Huỳnh Xe Ôm. Với con bài Elandor đi khu vực đường rừng đang có cho mình một cái cây EA đó là 505 và có cho mình được lượng đồ rất lớn. Dường như đang món trang bị đang muốn nhắm tới đó là thanh kiếm thì phải. Thanh kiếm, chính xác là thanh kiếm. Và sau khi hoàn thành cho mình món đồ đi rừng thì anh ta sẽ lên chút cho mình đó là cái thanh kiếm. Và cuối cùng thì nó cũng đã được hoàn thành, thậm chí là anh Huỳnh còn chưa mất đi cho mình phù hiệu của cầu băng xương. Và ở thời điểm hiện tại thì anh vẫn đang chơi rất tốt với việc thay đổi. Wow, Huỳnh Xe Ôm. Huỳnh Xe Ôm sử dụng cho mình quả cầu băng xương ngay khi mà Hoàng Anh vừa nói thì lập tức sử dụng cho mình quả cầu băng xương quay ngược trở lại, đáp trả sát thương và một pha outplay double kill dành cho người chơi đường rừng bên phía đội tuyển team Xe Ôm. Gọi là bay bướm. Đó gọi là cực kỳ bay bướm như Huỳnh Xe Ôm, không còn là Gildo tốc biến nữa. Và đúng bây rồi. Giờ sẽ là Huỳnh Xe Ôm với trừng phạt để đi rừng. Con này còn nhiều chạy nhiều hơn cả Gildo tốc biến rồi. Hết chiêu 1, chiêu 2 đều có thể lướt đi được. Rất cơ động đến từ vị trí của Huỳnh Xe Ôm. Năm ngoái là chưa đủ thôi. Năm ngoái chưa đủ đô. Năm nay là luyện tập thêm rồi. Là cắm đầu vào luyện tập để có thể trở thành một người đi rừng xuất sắc ở giải đấu lần này. Một tốc biến thì cho Gildo là không đủ. Anh phải có hai tốc biến hai thì tốc anh biến. Mới có thể là lướt với Gildo được. Và bây giờ hút vào được vị trí của Quicknap của anh ta bốc hơi quá nhanh. Trong khi đó thì luyện ngục chỉ băng trụ chặn đầu thôi. Và Siding thì sao đây? Muốn băng trụ luôn. Băng và thần thánh thuộc về Huỳnh Xe Ôm. Quá khác biệt. Đây không phải là Huỳnh của ngày xưa. Huỳnh của ngày xưa chết rồi. Huỳnh ở phiên bản hiện tại đang gây được áp lực lên toàn bộ mặt đường bên phía đội tuyển AOV team. Và bây giờ tính đến thời điểm hiện tại, 8 điểm hạ gục dành cho người chơi đường rừng bên phía của đội tuyển team Seoul và 15 điểm hạ gục dành cho bên phía đội tuyển team Seoul tính đến thời điểm phút thứ 7 của trận thi đấu. Có lẽ con tà thần, đây sẽ là con tà thần sớm nhất của giải đấu lần này tính đến thời điểm hiện tại. Nó vừa xuất hiện được khoảng 14 giây thôi thì lập tức là team Seoul họ đã có mặt ở đây để có thể là hạ gục cái con rồng này rồi. Còn các thành viên của AOV team thì họ thậm chí nếu giao tranh khu vực được tà thần xảy ra thì họ cũng sẽ không có cửa. Và thậm chí bây giờ là hai thành viên quẩy bốn thành viên phía bên kia. Nhưng giúp đang bị kẹt lại, tốc biến đi. Luyện ngục của Maluk đã được sử dụng, không hất tung được bất kỳ một ai cả. Nhưng các thành viên của team CEO họ vẫn còn nguyên 5 người và họ đã lấy được con tà thần xảy ra. Họ vẫn còn nguyên 5 người nhưng mà con dòng tiên phong thì đâu? Bây giờ dòng tiên phong mới được thả khu đường trên.
bây giờ dòng tiền phòng mới đang đi ở khu đường trên sẽ tấn công vào cái trụ thứ hai, và các thành viên bên phía đội tuyển TCO họ hoàn toàn có thể bảo kê được con dòng tiền phòng của mình. Nhưng mà đây là một tình huống giao tranh có số mình chiều cuối đến từ vị trí của Alice, và Malok chưa kịp sử dụng cho mình luyện ngục, hay nói cách khác là Malok chưa có luyện ngục để sử dụng và đã phải lên bảng điểm số. Bên phía đội tuyển TCO họ chưa muốn dừng lại đó, họ vẫn đang muốn áp đảo đối phương, họ tấn công vào khu đường trên. Có vạn vật hấp dẫn được tung ra chiều cuối có đến từ vị trí của Thỏ 2 tuổi, và bây giờ thì AAV họ đang muốn chống trả nhưng mà Huỳnh Xe Hôm đang băng vào rất xa. Huỳnh Xe Hôm đang muốn một mình cân 3, thậm chí là cân 4, và đây là Xin. Xin Đinh đang yếu máu, Xin Đinh đẩy lùi được các thành viên bên phía đội tuyển TCO lùi về. Câu trả lời là không, khi mà Huỳnh Xe Hôm hạ gục rồi, chuyển sinh, sử dụng chuyển sinh rất sớm, hơi tham. Team Seoul hơi than, nhưng mà họ có chuyển sinh. Họ có chuyển sinh và họ cũng hoàn toàn có thể là khô máu được với đối phương khi mà họ đã sử dụng cho mình đó là phép bổ trợ chuyển sinh. Và sau khi kết thúc ván đấu vừa qua thì họ cũng đã thu lại, tình huống thi đấu vừa qua họ đã thu lại được rất nhiều. Họ có được một đường mega khu vực đường trên và những cái trụ cũng với đó là cả một con tà thần xe ra nữa. Và đồng ý. Lợi thế của họ gây ra được là rất lớn rồi. Thế cho nên là việc họ đổi mạng và sử dụng chuyển sinh thì nó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Đồng ý, và họ biết mình có chuyển sinh tham gia đó đánh vừa rồi, đánh hơi sâu. Nhưng mà một lần nữa thì Malok, Malok lại quá tự tin rồi. Nhưng mà bây giờ thì đang cho thấy sự hiệu quả đến từ con bài Alice, khi mà ngay lập tức là pha thả chiều cuối dòng chảy thời không vào thẳng vào vị trí của Malok, khiến cho Malok không thể di chuyển được trong chiều cuối của Alice trong pha thi đấu vừa rồi. Và đó là điểm hạ gục cần thiết dành cho bên phía đội tuyển AOV Team. AOV Team họ đang có những bước làm chậm đối phương rõ rệt trong những giây phút vừa qua. Sai lầm bắt đầu từ việc mà bên phía đội tuyển Team Seo Ôm họ đã đánh quá sâu vào đánh nhau. Còn đây là pha giao tranh mà băng vào đến từ các thành viên bên phía đội tuyển Team Seo Ôm, và người chơi Why Not Me đã phải lùi về. Ngô Đức Duy thì đang muốn sử dụng cho mình tứ ngật chạm tốc biến để lùi đi, nhưng mà câu trả lời là không, khi mà Huỳnh Seo Ôm đã bắt bài ở vị trí của Jenna. Và đó là điểm hạ gục thứ hai, nâng tổng số điểm hạ gục của mình lên con số đó là 13 điểm hạ gục dành cho bên phía người chơi được dừng cột đội tuyển Team Seo Ôm. Cháy quá, rất cháy từ vị trí của Huỳnh Xe Ôm. Và hiện tại thì anh ta cũng đang băng lên cùng với những người đồng đội của mình. Why Not Me, một tình huống mà có vẻ như đang lưỡng lự để chọn vào một người chơi bên phía Team Xe Ôm để đáp xuống. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại 0-3-4 một KDA nó cũng gọi là quá đẹp cho anh ta. Và anh ta cũng đã đọc xuống đến 3 lần thì điều đó là không thể. Và băng vào đến các thành viên bên phía đội tuyển Team Seo Ôm họ muốn kết thúc tại đây, khi mà một mình Malok đang được quẹt quỷ kiếm, và Malok lại một lần nữa lên bảng điểm số. Các thành viên bên phía đội tuyển AOV họ đang tấn công trả lại, và Elanor đang yếu máu, và Team Seo Ôm họ đã bắt buộc phải lùi về. Và bây giờ năm thành viên bên phía AOV họ không muốn cho các thành viên bên phía đội tuyển Team Seo Ôm lùi về, họ đang rượt đuổi rất nhanh, và Su có lẽ chắc chắn sẽ phải làm xuống. Đáng tiếc trong những tình huống vừa qua chạy được không chạy được nữa rồi, không thể nào chạy được trong câu kéo thời gian thôi. Câu thời gian là chính, và ở vị trí của người chơi SD không nên có những tình huống mà chơi liều lĩnh như vậy. Nhưng bây giờ là Huỳnh Xe Ôm và bị bắt bóng, nhưng vẫn là hai người và thậm chí có thể sẽ là ba người. Một mình Huỳnh Xe Ôm làm hết một mình rồi. Huỳnh Xe Ôm không đàn em một thằng nào, một mình Huỳnh Xe Ôm chấp hết. Và đó là một pha solo kill chính xác hơn là 1-2, một thậm cân chí 2. Có thể là 1-3 nếu như Why Not Me muốn tấn công trong pha thi đấu vừa rồi. Chính xác là như vậy, nếu như anh ta quyết định lao lên để có thể trả thù cho những người đồng đội của mình thì kết quả nó sẽ là chết chóc dành cho AOV Team, tôi nghĩ là như vậy. Và tôi cần xem một chút về mặt lượng đồ của Huỳnh Xe Ôm xem là hiện tại anh ta có những cái món đồ gì rồi. Full đồ rồi. Full đồ luôn. Full thứ 11 của trận đấu, có thể là full đồ từ sớm hơn. Lên cho mình cả phòng 3. Thêm vào đó là kiếm Mura, cùng với đó là giày tốc đánh, và món trang bị cuối cùng có lẽ là cung tà ma. Một lượng bắn rất ổn định đến từ vị trí của Huỳnh Xe Ôm. Ở thời điểm hiện tại Huỳnh Xe Ôm hoàn toàn có thể suy nghĩ tới việc đó là bán trang bị món đồ đi rừng và thay vào đó là giáp hồi sinh để đảm bảo sự chống chịu của mình trong những tòa đánh giao tranh. Và vừa rồi là Đinh đúng không nhỉ? Chính xác, Sai Đinh đã có một tình huống di chuyển hơi khó hiểu. Hơi cao quá. Khi mà đội hình của AOV Team là một đội hình đánh về lết thì những pha di chuyển như thế là không đáng có đến từ người chơi đường giữa bên phía của đội tuyển AOV Team. Và Ryan cũng đang là ông tổ cúng mạng khi là 077 rồi. 07 rồi. Chúng ta cũng đang rất khó khăn trong việc có thể gia tăng được cái chỉ số lượng tiền và sức mạnh. Nhưng mà đây là tình huống giao tranh mà Huỳnh Xe Ôm chủ động lấy trụ chứ không bắn đánh người. Mà Malok băng vào, mà Malok quẹt quỷ kiếm và Thỏ 2 tuổi về lên bảng đếm số. Và cái điểm vào mục thứ 2 và thậm chí sẽ là thứ 3. Và game đấu này bên phía đội tuyển Team Xe Ôm đã xuất sắc giành chiến thắng trong những giây phút cuối cùng. Và kết thúc trận đấu ở phút thứ 12, Team Xe Ôm đã làm gỏ rất nhanh gọn đội hình của AOV Team với màn tỏa sáng của Huỳnh Xe Ôm. Và đứng sau có lẽ là Toàn Bi. Đứng sau có lẽ là huấn luyện viên Toàn Bi đã đưa ra một đấu pháp có thể nói là khiến chúng ta khá là bất ngờ khi cấm ngay vị trí của Đông Cơ, đúng không? Đúng rồi, khá là bất ngờ.